Anh Toàn đã lường trước được là tụi mày sẽ đột nhập vô cái nhà này. Tụi mày đừng có tưởng tụi mày đông là tụi mày ngon. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Hả? Tức lắm chứ gì? Mày nhìn tao cái gì? Ông nhìn tôi cái gì ông già? Alo. Dạ anh Toàn. Dạ. Theo đúng kế hoạch của anh bây giờ tụi nó nằm trong lòng bàn tay của em hết rồi anh. Dạ. Anh cứ lo tận hưởng hạnh phúc của mình đi nha. Dạ. Dạ. Em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc ạ. Dạ. Mày anh... Đánh tao hả mày? Phi ơi. Lẹ lẹ Phi ơi. Em nói rồi. Con dao này sẽ có lúc hữu dụng. Trời ơi còn đứa nó nhỏm nữa. Mau cởi trói cho mọi người đi. Dạ, quên. Phi, cởi trói. Đợi xíu đi, ưu tiên người già trước nha anh trai. Đợi xíu đi anh trai ơi. Này, đang quên. Còn có cái điện thoại không? Dạ có chú. Cho chú mượn đi, nhanh lên. Phi. Từ từ anh trai ơi. Phi. Dạ. Bình tĩnh anh trai ơi, em tới nè anh trai ơi. Đợi xíu anh trai. Alo. Thoại nào. Ba. Con. Thả con gái tao ra. Chú Nguyễn. Tại sao? Tại sao bây giờ tao có mặt ở đây? Hả? Dạ. Em nó cột lại và cho người canh rồi mà. Canh hả? Bất dạy. Chăm sóc cho ba tao có chút xíu vậy thôi mà mày làm cũng không được nữa. Đúng là đồ ăn hại mà. Mày im đi. Đừng có đóng kịch nữa. Đồ giả nhân giả nghĩa. Tất cả mọi âm mưu là do mày sắp đặt khiến cho ba tao như vậy nè. Anh Quang, anh hiểu lầm thằng em này rồi. Em có làm gì đâu anh. Chú Nguyễn. Cách đây 3 tháng khi đi công tác ở Thái Lan, tôi đã bị một tổ chức bí mật truy sát mà không biết kẻ chủ mưu là ai. Khi trở về Việt Nam, tôi đã giả tuyên bố phá sản để tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ truy sát đó. Thật không ngờ kẻ đó là chính là con rể của tôi, người mà bấy lâu nay tôi đã cố vun đắp cho hạnh phúc của chính con gái mình. Thì ra mày đã biết tao giả phá sản từ lâu à? Tất nhiên rồi. Chứ chú nghĩ là tôi rảnh rỗi và dư thời gian tới mức dọn về nhà chú ở sao? Rồi chưa kể là còn đón đưa con gái ông mỗi ngày nữa. Vì vậy mày làm tất cả chỉ vì muốn chiếm đoạt gia tài của tao. Chính xác. Tất cả tôi làm những điều này là vì gia tài của ông đó. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Cười đâu? Chú Nguyễn à, chú quên là chú đã sống ẩn dật, đã phá sản rồi sao? Bây giờ chỉ còn người của tôi thôi. Người đâu? Bắt lấy lão già này cho tao. Mày đã làm thật quá thất vọng. Ba của mày cũng đang trên đường tới đây để nhìn rõ bộ mặt bỉ ổi của mày. Được thôi, chú cứ gọi bao nhiêu người tùy thích, ai cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi cần phải vô trong kia để làm lễ. Ông, tất cả cái lũ này là ông tránh ra. Còn nếu không, đừng có trách thằng con rể này vô tình. Tao không tránh được thì sao? Hả? Mày đâu? Gì vậy? Khốn nạn! Không chết cho tao! Mày là ai? Khốn nạn! Dám! Được lắm. Tụi mày ỷ đông à. Tao có thể thua trận chiến này. Nhưng những gì tôi không có được thì cũng đừng học mọi người có được. À, đồ khốn nạn. Anh biết hỏi khốn nạn của tôi. Ba. Con. Dừng lại. Dừng lại. Không chết nữa này.
Thầy, thầy có sao không thầy? Em có sao không thầy? Thầy, thầy không sao đâu. Em đừng có lo, thầy không sao đâu. Thầy ơi. Thầy Khải, cảm ơn thầy. Thầy có muốn nói gì với em không? Nếu như không nói thì thầy có thể hành động mà. Hành động gì? Rồi, để thầy làm. Cố lên thầy. Đúng rồi, thêm chút xíu nữa. Cảm ơn thầy. Nhờ chính bàn tay này đã cứu em. Nếu như không có bàn tay này, chắc em đã làm vợ của người ta rồi. Mà cái lời hứa lúc trước có còn được tính không thầy? Thầy chỉ sợ người ta không giữ lời thôi. À, còn cái hợp đồng giữa anh và ông Trùm còn hiệu lực không? Thì thầy đã xé đi rồi còn gì. Mà thầy nè, nếu như đợi em học xong thì có lâu lắm không? Thầy Khải. Kể từ bây giờ, tôi tuyên bố hợp đồng giữa tôi và thầy không còn giá trị nữa. Đúng vậy. Kể từ bây giờ, cậu cứ tự do, thoải mái làm những gì mà lý trí và đặc biệt là cảm xúc và con tim của thầy mách bảo. Ok? Đúng. Chúng tôi đã không còn nhiệm vụ phải theo dõi rình rập thầy nữa. Ê, vậy là từ nay anh em mình khỏe rồi. Ê, lên cái lịch đi chơi nghỉ dưỡng anh em ơi. Hay à, thôi đi. Sao mày có thể vui được nhỉ? Mày không nghĩ là chúng mình sẽ thất nghiệp dài dài? Mày nói đúng à. Chết luôn. Buồn đi. Ba, ba định làm gì anh thầy của con nữa hả? Ồ, anh thầy. Rồi, sao mà nghe nó dễ thương quá vậy? Hả? Ba từng dạy con là những ai giúp đỡ mình thì mình phải biết ơn người ta chứ. Anh thầy đã... Nãy giờ ba có nói gì đâu. Bác Nguyễn, cháu không biết từ khi nào cô gái này đã trở nên quan trọng trong đời sống của cháu. Có lẽ chính sự chân thật, sự tử tế và sự đáng yêu của cô ấy đã làm cho cháu nhận biết rằng cô ấy là người đặc biệt trong đời sống của cháu. Trời ơi, nghe đã luôn, tai dễ sợ luôn á. Trời ơi, anh Quang ơi, anh đã tỏ tình với anh vậy bao giờ chưa? Anh mày à? Anh nghĩ sao mà anh hỏi như vậy? Anh Quang của mình á, xưa giờ đường đường là một cái quân mà côn đồ du đảng. Đồ đường xó chợ đó, đó. Có ăn có học có gì đâu mà có thể nói được những lời qua Mỹ đó. Ê mấy anh kia, mấy anh kia, cắt lưng hết bây giờ. Dạch áo người xong lưng hả? Nói miệng như thầy ai không nói được. Vì vậy tôi muốn ký một hợp đồng khác với thầy. Ba không ký cái hợp đồng gì nữa hả? Con không có đồng ý đâu. Nghe bà nói đã. Anh không có được ký hợp đồng gì ở đây hết á. Quanh. Con nói là không ký bất cứ cái hợp đồng gì hết. Quanh. Đi. Nghe bà nói cái đã. Quanh. Tụi bay còn đứng đây làm cái gì, mau đuổi theo. Đứng đi, ba, ba, bình tĩnh ba. Trời ơi,
Tụi bay định tạo phản hả? Không, miễn là đừng ký hợp đồng, đừng ký hợp đồng là được. Tụi bay biết tao ký cái hợp đồng gì không mà nói? Ủa, hợp đồng gì? Hợp đồng gì vậy ông chủ? Hợp đồng hôn nhân. Phải ký cái hợp đồng đó thì tao mới yên tâm gả con gái của tao cho ông thầy chứ. Đúng rồi. Đúng gì mà đúng. Ba ơi là ba, lần này thầy Khải yêu đúng con gái ông Trùm rồi. Có ông Trùm lo, việc gì phải ký. Chừng nào mà yêu nhầm con gái ông Trùm mới phải ký, mới phải sợ, đúng không? Ba hợp lý không? Hợp lý. Ông Trùm xịn mà. 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 Ông Trùm lo.